vào quán mua bánh thì thấy hiện tượng lạ. Lại nữa cái dĩa đó, mới vào đã được có nữa cái dĩa nữa rồi. Bánh đâu anh? Ừ thì nó đợi, ông chủ quán ông kêu là ông đợi cái bên là nghe mình. Rồi nha, mình sẽ coi coi còn gì nữa.